bạn, mình là Tiêu Số Shop ha. Hôm nay á, các bạn thấy là mình có rất là nhiều cái miếng vải vùng ở trên này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt và may một cái áp khoác vải sắc cầu vồng từ những cái mảnh vải vùng. Đầu tiên nhất, các bạn sẽ lấy những cái mảnh vải vùng này ra, mình cắt nó thành những cái miếng vuông vức, rồi mình sẽ ghép lại với nhau. Thì các bạn sẽ cắt cho mình những cái đoạn vải ngắn ngắn từ cái vải khúc của mình đó, xong rồi chúng ta sẽ nối những cái đường này lại chung với nhau. Thì sau khi các bạn ghép xong thì chúng ta có được một cái miếng vải sắc cầu vồng như thế này ha. Các bạn sẽ xếp đôi nó lại. Chúng ta sẽ dùng cái miếng chúng ta mới vừa nối này để chúng ta cắt cho cái phần thân trước của áo. Ở đây á, ngang vai thì các bạn sẽ lấy vai chia 2. Ở đây vai của mình sẽ là 14. Các bạn chừa ra ở ngay cái góc này cho mình là 2,5 cm để chúng ta chừa cái đường làm khuyên nút 14. Sau là các bạn hạ vai là vai chia cho 10 cộng 0,5. Các bạn dựng đường vuông góc. Và cái phần hạ này thì các bạn sẽ lấy ngực chia cho 4. Ở đây ngực có là 60 thì các bạn chia cho 4 là 15. Các bạn sẽ lấy ngực 15, các bạn cộng thêm cho mình 2 xăng nữa. Do bởi cái áo này là khoác ngoài là mình sẽ có là 17. Rồi mình sẽ vẽ được cái vòng nách ở đây. Cái ngang ngực này thì nó là cái áo rộng rãi ha các bạn ha. Và chúng ta sẽ vẽ được cái phần nách ở đây. Rồi cái phần thân dưới á, nó sẽ là dáng A xòe thì các bạn cứ gạch thẳng cho mình theo cái dáng A. Rồi chúng ta canh lại để các bạn sẽ cắt được cho cái phần vạt áo của thân trước. Bây giờ mình sẽ dùng kéo ha, cắt ra. Các bạn dùng kéo cắt cái phần này ra nha. Như vậy thì chúng ta mới vừa thực hiện được cái phần thân trước của cái áo nè. Rồi, bây giờ các bạn sử dụng cái phần thân trước này, chúng ta sẽ đặt lên một miếng vải khác. Các bạn sẽ dùng một cái miếng vải khác xếp đôi lại. Và mình đặt cái phần thân trước này lên. Chúng ta sẽ cắt cho cái phần thân sau. Thân sau cái áo này thì nó sẽ không có cái độ chồm 2 phân ở đây, và cái độ chùm vai này thì chúng ta sẽ cắt cao hơn 2 xăng. Dòng nách thì các bạn sẽ cắt bằng nguyên của phần thân trước, phần lai cũng vậy. Nhưng mà lai thân sau thì nó sẽ không có sao vạt, cho nên là chúng ta chỉ lấy cái phần lai là nó bằng thôi, bằng với lai. Và phần cổ này thì các bạn sẽ lấy dấu bằng và chúng ta đi góc. Sau khi chúng ta thực hiện xong thì các bạn sẽ có được cái phần thân trước và phần thân sau như thế này. Sau khi các bạn thực hiện, mình sẽ đo cái phần dòng nách. Ở đây các bạn sẽ đo được đây là 20. Mình đo tiếp tục cho cái dòng nách bên này thì các bạn sẽ được là 22. 20 cộng 22 là chúng ta sẽ được là 42. Ở đây cái phần tay á, mình cũng sử dụng cái phần vải dư mình nối vô luôn nha. Rồi các bạn sẽ đo cho mình cái chiều dài của cái tay áo nè. Các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phần dài tay áo
Đầu nhiên tiên nhất là chúng ta sẽ chừa 1 cm đường may ở dưới này. Sau đó là mình sẽ đo lên cái chiều dài của cái phần tay áo. Tay áo ở đây mình dài là 41. Các bạn sẽ có được một đường giữa. Sau đó là mình chia cái đường hông này ra thành đôi. Thì các bạn vẽ lên một cái đường vuông góc. Rồi. Tiếp đến là mình sẽ lấy cái phần ngực của mình á, mình chia cho 10 cộng thêm cho 3. 10 ngực ở đây là mình là 6, 10 chia cho 10 là 6 cộng thêm 3 là 9. Các bạn sẽ lấy xuống cho mình một cái đường là 9 xăng ở đây. Kế tiếp là các bạn sẽ để cho mình cái đường xéo. Đường xéo này hồi nãy mình đo là bằng 42 thì có nghĩa là 21 ha. Các bạn để cái đường xéo này cho mình ở đây. Đó, các bạn sẽ kẻ hai đường. Nằm ở chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn chia làm đôi. Chúng ta sẽ vẽ được cái phần đầu tay. Đó, bạn vẽ được cái phần đầu tay. Và ở dưới này thì nó sẽ là cái phần lai tay. Các bạn nối đường này vô. Bên góc này cũng vậy. Mình sẽ kiểm tra hai bên lai bằng nhau. Thì các bạn sẽ có được cái phần tay áo giống như hình mình đang để đây nè nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng kéo, các bạn cắt nó ra. Rồi sau khi các bạn cắt từ cái phần tay rồi thì các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa cho mình cái đường ha, và nó có trùng với nhau không, nó có bị gì không. Ok, rồi vậy là chúng ta có được một cái đôi tay. Cái phần tay mà chúng ta xuống sau nó là tay trước, mình giấu vô. Rồi ở đây sẽ là cái phần thân áo này, các bạn nhìn thấy ha, đây là cái đường phấn vẽ. Các bạn sẽ vẽ gấp mép cái phần này là 1 xăng. Chúng ta đặt lên đây, mình đưa vào trong máy để may. Ở đây thì với cái áo này là áo 7 sắc cầu vồng, nó đủ màu đủ sắc hết, cho nên là chỉ là mình cũng sẽ may chỉ không cần trùng với lại màu của vải luôn nha các bạn. Các bạn cứ bẻ đều cho mình 1 xăng, chúng ta đưa vào. Rồi, với cái mũi tên này á, thì các bạn sẽ canh dấu giữa của mũi tên chúng ta đặt trùng với lại cái phần đường giữa của cái phần thân áo này. Chúng ta kẹp may qua luôn. Thì các bạn nhìn thấy là mình mới vừa may qua một đường. Bây giờ các bạn xoay ngang lại, bẻ cho mình cái góc cho nó đều. Mình sang. Cái góc còn lại là do mình bẻ thôi. Nếu bạn nào không quen cách chúng ta ướm cái cm thì các bạn có thể là dùng phấn thước, các bạn đo lại các bạn làm ha. Cái này may gia đình thì chúng ta ướm ướm gì thì ok, không vấn đề gì. Nhưng mà trong may công nghiệp khi xuất hàng đi á, thì người ta bắt rất là chuẩn, cho nên là trong công nghiệp thì các bạn phải đo kỹ hơn. Còn ở đây mình may gia đình, may một cái thì mình may theo cái ý tưởng của mình, cho nên là nó sơ xuất một chút không sao. Đây thì các bạn thấy là mình mới vừa may nối xong. Thì cái đường này lát nữa các bạn ấp xuống và chúng ta sẽ kết một cái nút vào chỗ này nha. Rồi sau khi mà thực hiện xong á, các bạn sẽ đặt cái phần thân trước lên trên này. Đây, các bạn sẽ đặt vô. Và nhớ lưu ý là ngay cái mũi tên này nè, ngay cái đường eo á, thì các bạn sẽ để cái phần mũi tên
Các bạn để vào đây để chúng ta may khóa đường này. Và bên cái góc kia cũng vậy, các bạn sẽ may cho mình cái đường vai và đường sườn. Rồi, ở đây sau khi các bạn may xong được cái phần thân áo thì các bạn sẽ lộn được cái phần thân ra mặt phải như thế này. Đó. Chúng ta sẽ có được cái mặt phải của áo như vậy. Và cái phần miếng mũi tên này thì các bạn sẽ kim cái nút hai bên để tạo được cái kiểu dáng cho cái phần áo của mình. Bước tiếp theo là các bạn sẽ trải cái phần thân lót ra, rồi chúng ta đặt mặt ấp mặt của cái phần vải thân lót. Các bạn sẽ may cho mình hai đường và may luôn hai cái đường sườn. Bước tiếp theo là các bạn sẽ lấy cái phần tay chính, các bạn may đường sườn, tay lót các bạn may đường sườn. Thì sau khi may xong thì các bạn sẽ thấy cái phần tay lót nó nhỏ hơn tay chính như vậy nè. Và các bạn sẽ xếp cái đường sườn này, chúng ta may nối. Sau khi may nối thì các bạn sẽ luồn cái phần tay vào ha. Các bạn giữ cái phần đuôi tay của mình 2 xăng nè, các bạn lộn cái phần tay ra. Thì các bạn nhìn thấy là cái phần đuôi tay của chúng ta nó 2 xăng ở đây. Và chúng ta sẽ đẩy cái phần tay chính và tay lót lên như nào như thế này. Nó sẽ sát với mí với nhau ha. Chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho nó vào. Thì các bạn thấy là phần tay chính với tay lót nó nằm trọn vô nhau như thế. Kế tiếp thì các bạn cũng sẽ lấy cái phần thân chính ra, chúng ta trải cái phần thân ra. Và cái phần lót khi nãy mà chúng ta mới vừa may đó, các bạn cũng trải nó ra luôn. Khi các bạn trải ra thì các bạn cũng trải cho cái mặt ấp mặt, cái đường may bên này nó trùng với đường may bên kia ha. Và các bạn sẽ may cho mình một đường dưới lai. Thì sau khi các bạn may được cái phần lai rồi thì chúng ta sẽ cần được cái đuôi áo như vậy. Các bạn sẽ bẻ cái phần lai lên 2 xăng và chúng ta phủ qua ha. Mình bẻ đều cái phần lai này. Đó, cái lai của chúng ta nó sẽ nằm phủ lên 2 xăng như thế này. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ cầm cái phần vai nè. Chúng ta sẽ kiểm vai với vai bằng với nhau ha. Cái phần áo, lai áo, và chúng ta sẽ bẻ cái góc này vô. Và các bạn thấy là cái phần thân chính với lại cái phần thân lót của mình nó sẽ nằm êm. Ok, như vậy là được. Đúng, đúng như là ban đầu mà mình đã thực hiện ha. Đây, các bạn để cái phần lót cổ với cái lót thân thì các bạn thấy là nó sẽ ăn lên 2 xăng, 3 xăng giống như khi là chúng ta đã cắt. Thì các bạn sẽ lấy dấu cái phần này. Rồi tương tự các bạn sẽ lấy dấu ở bên góc này. Đây, trùng với nhau, các bạn lấy dấu góc này. Sau đó thì mình sẽ bẻ cái phần lai này nè, bẻ gấp vô ha, theo cái dấu mà chúng ta vừa lấy dấu đó. Bạn lộn ngược ra. Đây, lộn ngược qua, các bạn sẽ may cho mình một cái đường từ dưới lên trên. Và sau đó là các bạn may khóa qua cho mình một đường 2 xăng bên này. Và sau khi mà các bạn may được cái phần lót vào trong phần thân và chúng ta may khóa cho cái phần 2 xăng và có dấu bấm này, thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta sẽ lộn cái phần thân áo này ra. Ở mấy cái góc mà chúng ta may xong thì các bạn sẽ bấm chỉ đi ha. Chúng ta giữ cái phần tay nè, mình lộn ngược cái phần áo. Bên góc này cũng vậy, các bạn sẽ bẻ góc và chúng ta lộn ngược. Thì khi mà lộn ngược xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là đó, tự động cái phần lai của chúng ta nó sẽ lên như thế này. Phần áo để góc này ra luôn. Đó, bạn nhìn thấy ha. Bên góc này chúng ta cũng bẻ xuống, bấm góc, lộn ra. Thì các bạn sẽ có được một cái phần thân áo chính và lót nó sẽ nằm với nhau
như thế này. Ở đây là chúng ta sẽ có hai cái miếng bass hay mình gọi hai miếng mũi tên để cài nút và để trang trí. Rồi bước tiếp theo còn lại là các bạn sẽ tra cái phần tay vào trong thân, tay chính theo tay chính và tay lót theo tay lót, các bạn sẽ may tay vào. Và các bạn nhìn thấy đây là cái phần tay mình mới vừa may vào thân. Ở đây là mình mới chỉ có may cái phần tay chính thôi, mình chưa có may tay lót. Thì cái cách may tay chính các bạn cứ may bình thường, chúng ta luồn cái phần tay vào trong phần nách, các bạn may xung quanh ha. Chúng ta may tương tự cho hai tay và các bạn đẩy cái phần tay áo nó ra như thế này. Đó, là chúng ta xong được cái phần tay chính. Rồi bây giờ đến cái phần tay lót. Tay lót thì các bạn cầm cái phần tay lên nè ha. Rồi ở đây là chúng ta sẽ có được cái phần thân lót, nó sẽ nằm như thế này. Và cái phần vải chính của chúng ta là nó sẽ nằm ở phía trong. Cho nên là các bạn nhìn thấy là đây là mặt trái, chúng ta không thấy đường may. Thì khi mà chúng ta thực hiện xong là cái phần tay này nó sẽ được úp vào may để chúng ta không thấy đường may luôn. Cho nên bắt buộc các bạn sẽ để cái mặt phải của cái phần tay trùng với lại mặt phải của cái phần lót. Các bạn giữ một ngón tay như thế này và chúng ta cầm lên ha. Chúng ta cầm nó lên. Đây, thì cầm nó lên thì các bạn bắt được ngay là cái phần đường sườn nách với lại đường sườn thân nó sẽ trùng với nhau và các bạn sẽ may vòng xung quanh cái phần tay. Đây các bạn nhìn thấy là tia su mới vừa quay xung quanh cái phần tay đó. Rồi thì chúng ta luồn cái phần tay này qua. Trên cái phần thân áo thì các bạn sẽ ra được cái phần tay lót ha. Mặt trong là chúng ta không thấy đường may, mặt ngoài thì chúng ta sẽ ra được cái phần tay áo như vậy. Để Tisu sẽ quay một cái cận cảnh may cái phần tay lót này vào trong thân để cho các bạn xem nha. Ở đây các bạn nhìn thấy đây là cái tay áo nè. Sau đó thì mình sẽ cầm cái đường giữa của cái phần nách áo trên thân nè, các bạn cầm đường giữa này và chúng ta sẽ tìm cái đường giữa của cái phần tay ở đây ha. Hai cái đường giữa này thì các bạn sẽ đặt cho nó trùng với nhau, nhưng mà cái điểm trùng này của chúng ta nó không phải là trùng ở mặt trái, nó không phải trùng ở mặt trái nha các bạn, mà nó phải trùng ở mặt phải ha. Thì các bạn buông cái phần tay này ra, các bạn nắm giữ cái phần tay với cái phần thân ở đây để các bạn sẽ may. Ở đây thì mình sẽ đẩy hai cái đường sườn của tay và đường sườn của thân nó sẽ trùng với nhau. Chúng ta sẽ đẩy lên bàn máy. May vòng. Khi mà chúng ta may vòng á thì mình sẽ ướm ha, ướm kiểm tra cái phần tay của mình. Ok, vừa đủ. Và khi may thì hai cái mép nó sẽ trùng với nhau, các bạn lưu ý nha. Đó, các bạn thấy là mình may đến đây á là nó độ dư của nó vừa đủ để chúng ta may tay vào trong cái phần thân. Đó, thì chúng ta mới vừa kết thúc được cái đường may, may cái phần tay, nách tay vào nách thân. Đây là cái đường may mình mới vừa may xong nè các bạn. Bây giờ là mình cách lộn. Đây là cái phần thân nè. Các bạn sẽ cầm cái phần tay này các bạn kéo ra ha. Là tự nhiên các bạn thấy được là cái phần nách áo của mình nó sẽ nằm êm như thế này. Nó không có bị xoắn, không có bị vặn gì hết nha. Rồi bây giờ sẽ trải cái phần thân nó nằm ra lại để cho các bạn nhìn thấy. Mình mới vừa may xong một cái áo hai lớp nha các bạn. Áo hai lớp mà chúng ta không thấy bất kỳ một cái đường may nào ở phía phần thân ở bên trong cả. Cả luôn cả cái đường may mà chúng ta may cho cái phần tay này, các bạn nhìn thấy là không có bất kỳ một cái đường may nào nó đưa ra hết, nó được giấu vào trong. Và cái cuối cùng của cái phần áo này là chúng ta sẽ may cho cái phần nón.
phần nón thì chúng ta cũng sẽ là làm luôn cả cho cái phần thân chính và phần thân lót. Bởi vì vậy cho nên là cái điểm mà khi nãy mà các bạn bấm vào 2 xăng á, lát nữa là các bạn nhớ là trừ trừ cái 2 xăng đó ra, chúng ta không đo nha. Và các bạn sẽ dùng cái thước, chúng ta đo cái bề ngang của cái phần nón. Ở đây các bạn cầm để những cái đường may nó trùng với nhau, và chúng ta sẽ lấy dấu giữa, và nó sẽ nằm ở cái trạng thái thoải mái nhất, không có phải bị căng. Ở đây mình thấy là 22 à, các bạn nhìn thấy con số 22 nè. Và do bởi đây là cái áo 7 sắc cầu vồng, cho nên là cái phần nón mình cũng tận dụng những cái miếng giả dụng mình nối chung với nhau luôn, để mình cắt ra cái phần nón cho cái áo này. Thì các bạn hình dung rằng là đầu tiên là các bạn vẽ cho mình một cái đường thẳng. Cái đường thẳng này nó chính là cái bề ngang của cái phần đầu. Bề ngang của phần đầu này mình sẽ lấy con số là 21. Đây là 21 nè. Đó. Và bề dài của cái phần đầu là mình sẽ lấy là 33. Nằm ở đây. 33. Đây, nằm ở chỗ này. Thì các bạn sẽ xác định được cho mình một cái khung. Chúng ta có được một cái khung như vậy. Sau đó là các bạn thực hiện cho mình xuống cái điểm này cho mình là 5 xăng. Sau đó là các bạn đo, hồi nãy là chúng ta được 21 á, các bạn đo cho mình một cái đường xéo là 20,5. Đây. Bạn đo được đường xéo này và các bạn chia cái này ra 3 phần đều nhau. Mình sẽ đánh cong. Đó, các bạn sẽ được cái phần góc nón ở ngay vị trí. Đây ha. Đó, rồi kế tiếp á là các bạn đánh cong. Đánh cong cái phần nón này ở phía trong. Và cái này thì chúng ta cần phải có đường may, cho nên là các bạn sẽ dịch chuyển nó vô cho mình thêm là 1 xăng. Và các bạn trừ cái đường may ở đây cho mình là bằng 2 xăng, để chúng ta may lộn cho cái phần nón luôn. Này, rồi bây giờ thì các bạn trừ đường may 1 xăng, 1 xăng, 1 xăng, chúng ta cắt cho phần nón. Đây các bạn thấy là cái phần nón mình mới vừa cắt ra xong nè. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình cái miếng để lót. Chúng ta trải nó ra và cắt cho mình một cái phần nón lót cũng y như thế này. Nhưng mà cái nón lót á, thì nó sẽ có cái bề ngang nhỏ hơn cái phần nón chính. Chúng ta không có lấy dư ra 2 xăng. À, ở đây mình cắt luôn cho 2 cái, cho nên là mình sẽ xếp đôi lại thêm lần nữa. Các bạn thì chỉ cần làm có một cái thôi nha. Mình thì mình làm 2 cái nên mình cắt một lần luôn cho nó khỏi mất công. Nè. À, các bạn sẽ dùng kéo ha. Chúng ta sẽ cắt xung quanh nó. Cắt đi như vậy. Bên góc này. Rồi. Chúng ta cắt xung quanh như vậy rồi. Riêng cái phần giữa này nè, các bạn không cắt bằng, mà các bạn sẽ cắt nhỏ hơn cho mình 2 xăng. Đó, các bạn sẽ cắt nhỏ hơn cho mình 2 xăng như vậy. Bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta may cho cái phần lót của cái nón. À, các bạn đặt vải mặt úp mặt chung với nhau. Rồi các bạn sẽ may cho mình cái đường này. Thì sau khi mà các bạn may được cái phần nón ha, rồi các bạn may cái đường cong của cái phần nón lót, các bạn sẽ đặt hai cái phần nón này nè. Các bạn sẽ đặt hai cái phần nón này mà úp mặt chung với nhau. Đây, hai cái đường nối này các bạn sẽ để nó trùng với nhau ha. Và các bạn may cho mình theo cái đường này. Thì sau khi mà các bạn may cái đường cong bên ngoài xong rồi á, thì các bạn sẽ lộn cái phần nón này ra. Khi mà lộn á, thì các bạn sẽ ướm lại cái dấu giữa ha, cái đường giữa này, để chúng ta
rũ lại cái phần nón. Thì các bạn thấy là tự động cái phần nón của chúng ta nó sẽ được úp vào hai phần, giữa phần chính với phần lót nó sẽ được úp vào hai phần như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần thân qua, chúng ta sẽ đặt cái phần nón chung với cái phần chính, chính may chung với chính và lót may chung với lót. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cái điểm giữa của cái phần áo nè để dấu giữa nha. Sau đó là mình sẽ đặt nó chung với lại cái dấu giữa này. Đó, cái đường giữa nè với lại cái dấu giữa nó sẽ trùng với nhau. Các bạn sẽ may vòng quanh. Rồi, sau khi may vòng quanh được, chúng ta sẽ quay trở lại tiếp may cho phần lót. Các bạn sẽ may xung quanh cho cái phần nón trên cái phần thân nè, các bạn nhìn thấy không? Thì Su mới vừa đặt vô đây may. Thì nó còn một cái khúc này nữa. Khi các bạn may xung quanh thân trước rồi cái nón chính vô chung với nhau thì nó còn một cái khúc này nữa nè, nó còn hơi nhỏ chúng ta không có may được. Thì các bạn cố gắng một chút xíu là chúng ta chỉ may tới chừa lại khoảng chừng 3 ly thôi, 3 xăng thôi, để chúng ta luồn kim để mình giấu cái mũi kim này đi để không có nhìn thấy các bạn nha. Đó, thì các bạn sẽ ráng cố gắng là khi chúng ta may thì chúng ta sẽ lộn, chúng ta may dòng vô hết. Thì mình cố gắng mình luồn, mình may lộn vô hết thì còn lại một cái khoảng ngắn mình không thể nào may vô được nữa. Thì các bạn sẽ dùng cái kim, các bạn sẽ luôn cho cái phần này. Đối với cái phần còn lại của cái nón này, các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ dùng cái kim ha, chúng ta sẽ luôn cho cái phần này. Mình luôn như vậy á thì sẽ giấu được cái phần mí của cái phần lớp lót. Mình chỉ luôn một phần gấp thôi, không có luôn hết ha, chỉ có cái phần mà mình không thể nào mình may kim đến được. Thường thì nếu như mà áo có lót túi thì cái phần này mình sẽ giấu nó vào trong lót túi cho nó đẹp. Còn với cái áo này nó không có lót túi, cho nên mình sẽ dùng cái kỹ thuật này để mà mình giấu mí cho cái phần còn lại. Thì khi các bạn giấu mí này thì các bạn lộn bề trái bề mặt của cái phần thân áo thì chúng ta sẽ không thấy bất kỳ một cái đường may nào trên cái áo này cả. Nó sẽ sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể dùng cái lớp lót chúng ta đưa ra ngoài để may mặt lớp chính vẫn được. Tại vì mình không thấy bất kỳ đường may nào mà. Đó. Thì các bạn sẽ luôn như thế này. Rồi các bạn sẽ cắt cái chỉ thừa đây. Thì các bạn nhìn thấy là sau khi mình thực hiện được cái phần áo, các bạn sẽ có được một cái áo hai lớp, cả luôn cái phần lót của chúng ta cũng là hai lớp, cái phần thân áo và cái phần tay áo này ha. Cái phần thân này nếu như mà các bạn mà không có làm một cái nẹp á, thì chúng ta sẽ làm một cái đường dằn, dằn cho cái mí này nó vô khoảng 5 ly để khi chúng ta mặc á, là chúng ta sẽ không có nhìn thấy. Còn nếu các bạn không làm đường dằn thì khi các bạn làm khuya kích nút thì các bạn lấy cái tay các bạn đẩy nhẹ vô 5 ly thì các bạn cũng sẽ không thấy cái đường may. Phần này thì mình sẽ ra được 2 xăng nè. Đó. Thì các bạn nhìn thấy là tổng thể cái áo của mình phối màu thì những cái đường ngang này nó sẽ trùng với nhau. Đó. Nói chung là mình cắt từ những cái phần vải thừa thì mình ra được cái phần áo này. Thì Tisu cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.